Thưa quý vị, quận Liên Chiểu đang là điểm nóng COVID-19 tại Đà Nẵng với 19 chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ Hòa Khánh và khu công nghiệp. Địa phương này đã tăng cường lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ để hỗ trợ công tác phòng chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ các tổ điều tra truy vết các ca bệnh. Ghi nhận tại hai điểm nóng, phường Hòa Khánh Bắc và phường Hòa Hiệp Nam. Phường Hòa Khánh Bắc là địa bàn có hàng nghìn dãy trọ công nhân và là nơi tập trung khu công nghiệp lớn nhất thành phố. Sau khi công ty Matrix ghi nhận trên 100 F0 và kéo theo số lượng lớn F1, F2 xuất hiện, nhiệm vụ của các lực lượng truy vết càng thêm vất vả. Lực lượng công an đã thiết lập các khu vực phong tỏa, đồng thời phối hợp với tổ COVID-19 cộng đồng chuyển thông tin dân cư cho lực lượng y tế nắm để tiến hành khoanh vùng xét nghiệm. Phương châm là thích ứng an toàn và F1 rồi cách ly tại nhà và thực hiện phối hợp với lại tổ COVID cộng đồng để công tác giám sát cái F1 tại địa bàn để tránh các nguy cơ về việc lây lan ra các người dân xung quanh. Phòng trọ rất nhiều, thành thử rằng đi lấy rà soát từng phòng trọ, từng chủ phòng trọ. Và những trường hợp nào đi làm công nhân mà đã xét nghiệm ở công ty rồi thì mình loại ra và lấy những cái trường hợp mà không đi làm ở tại địa phương thì đưa danh sách đi xét nghiệm. Ở trên địa bàn của chúng tôi là đang rất là nhiều F0 nhưng mà cái nhân lực hiện tại thì rất là ít. Nên là khó khăn là phải, nhưng mà mọi người là phải tới từng nhà F0 để lấy mẫu nên là rất là khó khăn. Bắt đầu từ 12 giờ ngày 9 tháng 12, toàn địa bàn quận Liên Chiểu áp dụng biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ 3, nguy cơ cao, thay vì cấp độ 2 là cấp độ bình thường trước đó. Theo đánh giá của ngành y tế, chùm ca bệnh tại khu công nghiệp đã qua 8 chu kỳ lây nhiễm và đang bùng phát trên diện rộng với nhiều ca dương tính chưa rõ nguồn lây. Vậy nên công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trên địa bàn được đặt lên hàng đầu, bởi trong nhân dân đã xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là. Công an phường như thế đã tổ chức tuyên truyền và nhân dân chấp hành tốt. Bên cạnh đó, như thế một số cơ sở như thế là vắng lén lút hoạt động vi phạm thì công an phường cũng đã tổ chức kiểm tuần tra, kiểm soát và kiểm tra xử lý cương quyết đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm trên địa bàn phường. Số ca mắc mới ngoài cộng đồng có thể tiếp tục tăng lên trong vài ngày tới. Hàng loạt các nhiệm vụ cấp bách đặt ra như phối hợp truy vết, giám sát cách ly tại nhà hay tăng cường tuần tra lưu động xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng chống dịch đang được lực lượng công an cơ sở quyết liệt triển khai.